Anh có, nhưng xin lỗi anh có vợ rồi. Hùng bé ơi, anh có vợ rồi, vợ anh nhất, vợ anh đẹp đúng không? Vợ anh nhất, vợ anh đẹp. Nhiều ông thích. Cảm ơn anh Khánh Vũ. Em học trường chuyên Hạ Long. Em quen thời Huấn Hoa Hùng ạ? Không phải, không có quen đâu, không không quen. Em chỉ là thấy trên TikTok thôi. Thấy trên TikTok cũng muốn lấy lắm mà vợ em không cho. Thế thì thôi em ạ. Có một vợ cũng kiểu là khổ lắm rồi, mọi người lại muốn có nhiều vợ nữa. Có một vợ thôi nha. Nhiều vợ thì khổ lắm mọi người ạ. Ngọa Phan em ở chỗ nào? Ở Sầm Nưa. Mọi người có biết Sầm Nưa không? Ồ này cô gái, ồ này cô gái nào. Có bài hát à, cô gái Sầm Nưa đấy. Anh có thấy khổ đau, anh có nhiều vợ đúng không? Nhưng lấy xong em có hiền như lúc này không? Em thì nha, như kiểu em đã từng có người yêu nha, em thì cũng hiền đấy. Em hiền thật. Nhưng mà em biết chửi 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 người yêu đấy. Biết chửi người yêu đấy. Sao lại khổ, vợ lớn sinh con, vợ nhỏ chăm sóc tiện mà. Sao anh không để các bạn ngủ? Các bạn cũng không ngủ đâu. Tí nữa em phải đi học rồi đây. 2 giờ em đi học. Giờ muốn yêu lại người nào mà giờ thấy khó. Thôi chỉ thế thì thôi. Cái gì? Em xin chào thua. Em ở chợ Sầm Nưa. Hòa Phan giống Tuyên Quang với Việt Nam ấy, ai cũng xinh. Cảm ơn anh Hùng. Hello hello mọi người nha, mọi người follow bé với nha. Em ở chợ Sầm Nưa. Ai ai buổi tối này ai có xu thì cứu em màn PK với nhá. Cho em học có nhiều người lão không? À, trường em có 107 ấy 182 người rồi, đã về đã học xong rồi về làm 2-3 người. Em PK mới giờ. Em PK 9 giờ em ạ. 8 giờ rưỡi đến 9 giờ. Anh Đức cứu em với nhá. Tôi gọi ô China bảo nhé. China phone à? Bọn em nhưng PK gì? PK với người ta PK kiểu là búng môi này, hít đất này, thế thôi. Em có bị sao đâu mà phải cứu. Mọi người giúp em, có thể giúp em nhấp tay. Em chuẩn người gốc Lào luôn à? Bố mẹ em là không ông China bên lúc hôm qua ấy. Cái gì à, em Trung Quốc đấy à? Em Trung Quốc ở cấp 26 đúng không? Đéo giúp, cảm ơn, không giúp thì thôi à. Không vấn đề gì em ạ. Cho xin info à? Bên lúc em Trung Quốc đấy thì giàu lắm nhỉ. Em ấy thì toàn là tặc tặc cái gì, tặc cái cá cả mọi. Tập trung học cho giỏi em ạ. Giờ này em nghỉ hè rồi, em chỉ đi học lại một em phải học lại cơ anh Đức ạ. Em phải học lại một môn này, đang đang kiếm tiền học lại đấy. Em học trường nào ở Việt Nam? Trường Đại học Hạ Long ạ. Em muốn đâu rồi? Cho xin số điện thoại. Tại sao lại xin số điện thoại em? Em hay về Lào không em? Một năm bọn em về hai lần. Một là về nghỉ Tết Nguyên Đán này, hai là nghỉ hè. Học năm ba rồi, năm sau tốt nghiệp rồi đấy. Phở bò của em là Mai Phen. Mai Phen hay khâm hắc. Em có gì bên trang tóc tóc em ấy anh Đức. Em có thể
Bảo xem nhá. Để lúc nào em về Lào ra quán anh chơi. Quán anh ở đâu ạ? Em đang ở cửa khẩu Nậm Cắn. Cửa khẩu Nậm Cắn là bên đi qua bên Siêng Khoảng đúng không? Nghỉ hè em đi du lịch Việt Nam đi. À em định sẽ đi Hà Nội đây. Em đi về nhà rồi chắc tháng 8. Em sẽ đi chơi Hà Nội tầm 2 ngày. Lại còn biết cả phở bò luôn. Quán em biết chứ, người ta bảo là đừng 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 nói kiểu kiểu tên tên đúng của